Vâng, tuyến tiền vệ và tiền đạo thì toàn những cái tên sở hữu mùa giải 2012 quá thành công. Ấy thế mà FIFA cũng phải đau đầu để giải quyết cơn sóng dồn dập từ dư luận với hàng tá lời qua tiếng lại rầm rộ. Tờ Daily Mail của Anh đã lớn tiếng cho rằng đội hình tiêu biểu năm nay là trò hề của FIFA. Chính xác hơn, đây là đội hình tiêu biểu của La Liga chứ không phải là của thế giới. Ban tổ chức đã ưu ái La Liga một cách vô lý khi không chọn một gương mặt nào ở giải đấu khác. Tờ báo thể thao của Đức Der Spiegel cũng góp lửa khi đưa ra giả thuyết FIFA đang cố đánh bóng La Liga một cách lộ liễu thông qua đội hình tiêu biểu của năm. Trong khi đó, tờ El País lại đặt câu hỏi: FIFA lựa chọn đội hình tiêu biểu dựa trên những tiêu chí gì? Tiêu chí về thành tích cá nhân, thành tích tập thể hay tổng điểm được chấm sau mỗi trận đấu? Chính các quan chức FIFA cũng chưa bao giờ đưa ra thang điểm cụ thể cho những vị trí trong đội hình tiêu biểu của năm cả. Rõ ràng với vị thế là quốc gia sở hữu đội bóng vừa lên ngôi tại Champions League, đã thế lại còn sở hữu lực lượng cổ động viên thuộc hàng tô xích nhất thế giới, Anh chắc chắn sẽ có nhiều bạo động nhất. Thậm chí còn có ý kiến cho rằng hãy để chính các cầu thủ quyết định xem ai sẽ là những người xuất sắc nhất. Và rồi mức độ máu lửa còn lớn đến độ mấy ông Anh còn cạ kèo FIFA tổ chức một trận đấu trong mưa giữa đội hình tiêu biểu của giải Premier League thi đấu với đội hình tiêu biểu do FIFA bình chọn, đúng hơn là đội hình tiêu biểu của giải La Liga Tây Ban Nha. Lối suy nghĩ nghe có phần cổ điển ấy lại còn nhận được sự ủng hộ từ phát ngôn viên của Premier League Dan Johnson và rất nhiều huấn luyện viên, các nhà làm bóng đá tại xứ sở sương mù. Đó là một ý tưởng hay, chắc chắn sẽ khiến người hâm mộ bóng đá quan tâm và giải quyết được ý kiến tranh luận diễn ra mấy ngày qua. Dan Johnson phát biểu qua Sportmail. Cựu Olivier Squasi, Michael Laudrup, huyền thoại đã từng khoác áo của Real Madrid lẫn Barca cũng lên tiếng: đó sẽ là một trận đấu hay và tôi rất muốn được chứng kiến trận đấu đó. Tuy nhiên, sẽ bất lợi hơn cho các cầu thủ ở Premier League.